tiện mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quan điểm của Bộ Công an về kiểm soát nồng độ cồn với tài xế. Năm em livestream gây xôn xao, hai sở của Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra. Bắt giám đốc công ty ở Gò Vấp hứa hẹn trả thu nhập như mơ, lừa đảo gần 300 tỷ đồng. Vụ Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt kháng cáo. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Vũ Ca cầm 35 tỷ đồng bị truy tố tội lừa đảo. Ông Putin tặng ông Kim Jong-un xe siêu sang được mệnh danh là Rolls-Royce phiên bản Nga. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật liên quan đến việc kiểm soát nồng độ cồn. Bộ Công an nêu rõ, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi lái xe. Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chú ý về hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Bộ Công an nhấn mạnh, trong điều kiện văn hóa và giao thông ở Việt Nam hiện nay, thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi lái xe. Cũng theo Bộ Công an, văn hóa ẩm thực của Việt Nam có nhiều điểm đặc thù, có tính cả nể. Nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống, nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể gặp trường hợp bị ép uống. Ngoài ra, đồ uống có cồn gây nghiện, đã bắt đầu uống là không dễ dừng, mà khi đã say thì sẽ khó nhớ luật quy định gì. Bên cạnh đó, Bộ Công an cho rằng việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Lý giải điều này, Bộ Công an cho hay, hiện nay ý thức hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Điều đó được chứng minh qua việc xử lý vi mức cao trên 3 triệu trường hợp vi phạm. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Theo thông tin cập nhật, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc kháng cáo của 12 bị cáo trong vụ án Việt Á. Trong đó, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa cũng nhận được nhiều đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án như ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó Vụ Khoa học và Công nghệ, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, Trần Thị Hồng, nhân viên Công ty Việt Á, Lê Thị Hồng Xuyên, cựu nhân viên CDC Bình Dương. Ngoài ra, Công ty Việt Á cũng có đơn kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án. Một số cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bỏ kê biên, phong tỏa nhiều sổ thẻ tiết kiệm. Trước đó, tòa tuyên ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù về tội nhận hối lộ. Tòa tuyên ông Phan Quốc Việt 14 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt Việt bị tòa tuyên cho hai tội danh là 29 năm tù. Vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, truy tố vợ chồng trùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng 10 người khác về các tội danh trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Vợ của Đức là Nguyễn Thị Ngọc Anh tìm đến nhà ông Ca tại xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để thông báo về việc Trương Văn Nam đã bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương do vợ chồng Đức quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông Ca vẫn bảo chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng, cùng một số tiền tiêu cực phí khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã có 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc chạy án. Đến ngày 7 tháng 2, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ngày 21 tháng 2, bà Trần Mỹ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Dương Đông, xác nhận địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với một người đàn ông đem số rác thải sinh hoạt bỏ ở sân bay của Phú Quốc không đúng nơi quy định, gây mất vẻ mỹ quan địa phương.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông này phải thu dọn sạch sẽ số rác thải đã vứt bừa bãi. Đáng chú ý, người đàn ông này là người làm thuê cho chủ một cơ sở buôn bán kinh doanh ở phường Dương Đông. Do đó, người chủ cơ sở trên cũng bị phạt 1 triệu đồng vì đã yêu cầu người làm thuê đi vứt rác tại khu vực sân bay cũ. Cả hai người này đều đã cam kết sẽ vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. Liên quan đến nội dung livestream gây xôn xao dư luận của Hoàng Khôi Nam Em, các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp kiểm tra sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật. Trước đó, Nam Em nhiều lần livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình và bóc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài ra, Nam Em còn bật mí về một diễn viên từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới. Thông tin này gây những tranh luận trái chiều trên mạng xã hội, các diễn đàn sắc đẹp. Trong các livestream gần đây có sự xuất hiện của chồng sắp cưới của Nam Em và ca sĩ Duy Mạnh, người mẫu Quế Vân. Chồng sắp có phát ngôn khiến khán giả không khỏi sốc. Người này khẳng định mình và Nam Em sẽ phá nát showbiz này. Thông tin chi tiết. 21 tháng 2, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam, 45 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS, có trụ sở tại phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, tại những buổi hội thảo, Nam đã đưa ra những lời hứa hẹn về một viễn cảnh thu nhập trong mơ với lãi suất được hưởng phần trăm cao trên số tiền gốc mỗi tháng để lôi kéo rất nhiều người tham gia tin tưởng. Từ đó, Nam đã kêu gọi huy động vốn lên đến gần 300 tỷ đồng. Hẹn với các nhà đầu tư là chi trả lãi suất từ 1,5% cho đến 6% trên tháng, tùy theo thời điểm, có những thời điểm thì 1,5%, có thời điểm công ty cần nhiều vốn từ trả cái lãi suất cao. Tuy nhiên thì cái quá trình hoạt động nó khó khăn, cái thị trường khó khăn để em sử dụng nguồn vốn sai mục đích. Nguyễn Hoàng Nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp tiền thì sẽ được công ty trả tiền thưởng. Cứ 100 triệu đồng thì được thưởng 0,5 chỉ vàng 4 số 9. Đã có không ít cá nhân mắc vào bẫy của Nam. Thông tin cập nhật, từ nay đến tháng 6 năm 2024, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bốc tập trung hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. 1.773 mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được bốc mộ tập trung trong vòng 30 ngày, từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 21 tháng 3. Danh sách thông tin cụ thể các mộ và thời gian bốc mộ chi tiết từng khu nghĩa trang được đăng tải tại website của dự án. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 21 tháng 2, nhiều công nhân đang cắt cỏ, dọn dẹp vệ sinh trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để chuẩn bị cho việc bốc mộ tập trung. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng hơn 40 hecta, có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2010, thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương di dời nghĩa trang để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự. Tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trên khu đất rộng 17,3 hecta trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công trước tháng 4 năm 2025 với các hạng mục xây dựng mới, trường trung học cơ sở, san lấp nền, làm đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, chiếu sáng, trồng cây xanh. Thời gian gần đây, nhiều khu đất vàng trước đây được cho thuê, chính quyền Hội An thu hồi và cho giải tỏa để làm công viên đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Với chủ trương cởi trói, giải tỏa mở rộng không gian xanh cho bộ mặt đô thị Hội An, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã thu hồi khu đất này cùng với rất nhiều vị trí đắc địa khác để quy hoạch công viên. Ngay trên tuyến đường Phan Châu Trinh, một công viên kết hợp tổ chức sự kiện của Hội An cũng được quy hoạch lại. Trong khoảng 15 đến 16 công viên đang được hoàn thiện tại Hội An, thông tin gây hứng thú nhất là việc một phần khuôn viên đất rơi vào động cũ của Hội An sẽ được giải tỏa, trả lại mặt bằng để làm công viên. Kế đó, Bệnh viện Hội An trong tương lai khi di dời đi thì đất cũng sẽ góp phần tăng diện tích không gian xanh cho đô thị. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với thông tin ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên được nhận quà tặng là xe Aurus của Nga. Đây là loại xe siêu sang được mệnh danh là Rolls-Royce phiên bản Nga. Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 20 tháng 2 đưa tin
Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un một chiếc xe Aurus do Nga. Ông Kim Jong-un được nhìn thấy sử dụng loại xe limousine này tại sân bay vũ trụ Vostochny trong chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm 2023. Hầu hết mọi chi tiết ở ngoại thất, bao gồm đường nóc, đèn hậu, nắp capo, cửa sổ và gương đều giống mẫu sedan hạng sang Rolls-Royce Phantom thế hệ hiện tại. Các thiết bị dành cho nguyên thủ quốc gia bao gồm áo giáp chống đạn, kính cường lực, lớp bảo vệ sàn chống bom, lốp cao su đặc, vũ khí tấn công tích hợp và nguồn cung cấp oxy khép kín khiến trọng lượng chiếc xe lên tới 7.200 kg. Theo truyền thông nhà nước Nga, xe có thể chạy nước rút từ 0 đến 100 km/h trong 6 giây đầy ấn tượng và trên đường đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Giá rẻ, Royal Air Philippines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông vào tối ngày 19 tháng 2 sau khi một cục sạc dự phòng phát nổ khiến cabin đầy khói. Vụ nổ xảy ra khoảng 1 giờ sau khi máy bay cất cánh. Phi hành đoàn đã nhanh chóng xác định nguồn gốc của vụ nổ và cô lập khu vực. Phi công liên lạc với trạm kiểm soát không lưu để xin phép hạ cánh khẩn cấp. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, máy bay được phép tiếp tục hành trình đến Thượng Hải và hạ cánh muộn khoảng 3 giờ so với dự kiến. Thông tin gây sốc liên quan đến thể thao. Theo đó, Rangers FC đã thua 2-4 trước Abad FC ở giải Delhi Premier League Ấn Độ với hai pha phản lưới nhà khó hiểu. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã mở cuộc điều tra khi tỷ số trên sân đang là 4-0 và trận đấu đã bước sang phút 86. Một cầu thủ của họ tự sút tung lưới đội nhà giúp Rangers FC rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 ở phút 87. Chỉ 2 phút sau, cầu thủ Abad FC lại có pha đốt lưới nhà còn trắng trận hơn. Kết quả là bóng bay thẳng vào lưới và Rangers FC đã có bàn cỡ 2-4. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Rất nhiều người đã khẳng định trận đấu này đã bị dàn xếp tỷ số.